Xin chào các bác nhé. Đầu video thì em xin cảm ơn các bác đã theo dõi cái kênh YouTube của em ạ và video lần này ạ. Các bác xem video của em thấy thích thì các bác cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh ạ để em tăng cái tương tác ở kênh YouTube của em lên ạ. Cũng như là để các bác cập nhật những cái thông tin mới về những cái sản phẩm mới em đăng lên ạ. Thì hôm nay em test cái cặp JBL 2426G này cho bác khách ở Hà Nội ạ. Em xin cảm ơn bác đã tin tưởng em và chốt cái cặp hàng này ạ. Bác đang lấy cặp cũ này và cái họng kèn Pioneer này nữa. Thì hôm nay em test qua cái chức năng cho bác ấy xem, cũng như là để cảm ơn bác đấy và cũng để cho bác ấy biết được là hàng vẫn hoạt động bình thường, zin nguyên bản của cặp kèn này. Vừa rồi thì em đã test qua chức năng của cặp cũ này. Cặp cũ hoạt động bình thường ạ. Tiếng nghe rất chi tiết và hay. Cặp cũ này thì nó sử dụng từ nam châm là từ Ferrit ạ. Thời đại mới và màng là sử dụng màng titanium, diaphragm titanium. Nên tiếng nghe rất hay, sáng tiếng, tách bạch và dày tiếng. Thì đây là một trong những cặp cũ rất đáng chơi của nhà JBL đây. Em test qua cho anh khách ở Hà Nội. Anh đã lấy cái cặp cũ này của em và cái cặp họng Pioneer này, cặp họng kèn 10 lỗ này. Cảm ơn anh đã tin tưởng cái mặt hàng của em. Bên cạnh đó em còn có cặp bass này, cặp bass của Antech này, 416 chữ 8A đời kiềng vuông. Đời kiềng vuông thì nó hơn cái đời xương thẳng. Đời xương thẳng này cho tiếng bass nó không mạnh như đời xương vuông này. Đời xương vuông là cái đời nó sản xuất năm 1976, 75, 76. Nó chỉ sản xuất có một năm thôi. Cùng với cả sau đó là nó ra cái đời 416 chữ 8B cho cái thằng Antech 19 thì nó là xương vuông nhưng mà khung đúc xương vuông và cái đít đúc. Còn cái dòng này đít của nó vẫn có, dòng này thì đít của nó vẫn có cái nắp nắp đít nhưng mà đã đi cái khung của nó là đã khung đúc rồi, khung vuông rồi, đúc rồi. Em giới thiệu qua với cặp cổ đấy. Cặp cổ này thì em đã chốt rồi nên em thích qua chức năng. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhé. Các bác nào thích mặt hàng bên em thì các bác có thể liên hệ với em qua Zalo, số điện thoại em để trên bài đấy ạ. Thì các bác thích cái mặt hàng nào, cần tìm cái mặt hàng nào hay muốn mua những cái mặt sản phẩm nào ở bên Nhật này thì có thể liên hệ với em ạ. Em sẽ tìm cho các bác tất cả các loại như âm bờ đi đèn, âm bờ đi bán dẫn, củ kèn, củ bát, tất cả các thứ, mít chép. Thì các bác thích cái gì thì các bác liên hệ với em. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã xem video của em ạ. Xin chào các bác ạ.